Xin chào chị và các bạn, lại là tôi đây, Tony Ngọc, chuyên bất động sản thực chín của những cái câu chuyện liên quan đến vành đai 3, điểm súng vành đai 3 và tiện ích của dự án Vinhome Grand Bắc. Và hôm nay thì Tony Ngọc đứng đây thì chính là cái hẻm 275 của đường Phước Thiện. Và hôm nay thì Tony Ngọc chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái bất động sản với cái ngân sách dưới 3 tỷ xung quanh Vin thì nó sẽ như thế nào. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ team Coolen góc nhìn đầu tư bất động sản. Với cái bất động sản này nó rơi vào cái mức giá là 2 tỷ 7, đâu đó rơi vào 50 triệu một mét vuông. Thì như anh chị và các bạn cũng biết rằng đa phần những cái bất động sản mà Tony Ngọc lựa chọn để quay những cái gọi là những cái review thì đa phần đó là những cái bất động sản có những cái vị trí đẹp và có những cái câu chuyện. Thì đối với lại cái bất động sản này thì nó có cái vị trí như thế nào, như anh chị và các bạn cũng thấy rằng cái mặt tiền đường này thì nó rơi vào 8 mét, 6 mét là lòng đường và mỗi một bên là 1 mét là vỉa hè đấy. Và điều đặc biệt là cái lô đất này á, thay vì một cái lô đất 52 mét thì cũng có thể là 4 nhân với 13 hoặc là 3 nhân với 17 là cũng bằng 51 đúng không? Thì cái lô đất này có cái mặt tiền nó khá là rộng, 5,2 nhân với 10,5. Thì đối với một cái bất động sản có mặt tiền rộng như thế này, ví dụ sau này anh chị và các bạn nếu mà nhà mình có ô tô 7 chỗ đi thì ít nhất là cái ô tô của mình để vừa ở trên cái không gian mặt bằng ở trước nhà mình thì đấy là cái điều nó cũng là rất là đương nhiên rồi. Và đối với là cái bất động sản này thì nó cũng là bất động sản mà ở trong cái kỷ nguyên ô tô, nó có cái chỗ để ô tô và nó là một cái bất động sản nó có ngân sách tài chính theo như đánh giá của tôi nhỉ thì nó cũng khá là mềm, nó rơi vào câu chuyện từ 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ. Đối với lại những cái bất động sản xung quanh Vin thì đây là những cái bất động sản gần như nó thuộc cái tận dưới, nó thuộc cái phân khúc dưới của những cái bất động sản ăn theo cái câu chuyện vành đai 3. Như anh chị và các bạn thấy rằng đối với Tony Ngọc thì thông thường hay review những cái lô đất có cái diện tích lớn 6.000, 8.000, rồi 4.000 với cái ngân sách tài chính từ 160 tỷ, 180 tỷ, thậm chí những bất động sản là 200 tỷ. Thì tuy nhiên hôm nay thì chúng ta sẽ xem coi một cái bất động sản với một cái ngân sách tài chính dưới 3 tỷ ở một cái vị trí rất là gần Vin. Nó chỉ cách phân khu The Beverly Sovereignty chỉ rơi vào 150 mét, cách cái điểm xuống của vành đai 3 là rơi vào 100 mét, và mặt tiền đường trước là 8 mét. Và điều đặc biệt đấy, nó sẽ tận dụng được một cái đường hay là một cái hẻm phía sau của cái lối đi phía sau. Thì đây nó cũng là một cái bất động sản mà Tony Ngọc thấy rằng nó với một cái ngân sách rất là nhỏ và nó cũng là một cái bất động sản gọi là nhỏ nhắn và xinh xắn, và đây cũng là một cái điểm đầu tư thì nó cũng gọi là khá là chắc chắn và an toàn. Nó cũng sẽ không có những cái câu chuyện như Tony Ngọc đi đầu tư những cái quỹ đất lớn rồi mình chuyển đổi mục đích rồi mình phân lô ra. Thì đương nhiên cái quá trình đầu tư của Tony Ngọc khá là phức tạp thì dẫn đến là cái xuất sinh lợi thì nó khá là cao. Còn đối với những cái bất động sản này thì nó sẽ cho chúng ta cái câu chuyện gì? Thứ nhất là an toàn, dễ quản lý và nó sẽ sinh lời một cách bền vững, chắc chắn. Vì mọi thứ nó quá hiện hữu rồi. Và cái câu chuyện đầu tư nó ở đây thì đối với những cái bất động sản như thế này thì nó sẽ rất là thích hợp với những cái anh chị mà có làm những cái công việc gọi là xung quanh những cái khu công nghệ cao hay là những cái công việc liên quan đến Vin thì nó sẽ rất là phù hợp ở đây. Và nếu như anh chị và bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ team Coolen góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.